Một vụ cháy đã xảy ra tại khu liên hợp xử lý chất thải rắn Đa Phước hay thường gọi là bãi rác Đa Phước, xã Đa Phước, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, khiến khói mù mịt bao phủ cả một vùng rộng lớn vào chiều 25 tháng 2 năm 2014. Theo thông tin ban đầu, khi các bảo vệ phát hiện cháy ở bãi chứa rác đã nhanh chóng báo cho lực lượng chữa cháy đến dập lửa. Nhận được tin báo, nhiều xe chữa cháy của lực lượng phòng cháy chữa cháy công an thành phố Hồ Chí Minh cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đã được huy động đến hiện trường để khống chế đám cháy. Tuy nhiên, một giờ sau đó đám cháy vẫn chưa được dập tắt hoàn toàn. Cổng vào khu xử lý rác Đa Phước được bảo vệ phong tỏa nghiêm ngặt đứng từ rất xa vẫn có thể cảm nhận được mùi khét bốc lên nồng nặc nguyên nhân vụ cháy vẫn tiếp tục được các cơ quan chức năng làm rõ